Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, trong cuộc điện đàm ngày 26 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có lời mời Tổng thống Nga Vladimir Putin sớm thăm chính thức Việt Nam. Đồng thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chia buồn đến Tổng thống Putin cũng như nhân dân Nga sau vụ việc xảy ra tại nhà hát ở Moscow. Ngày 26 tháng 3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng Tổng thống Putin được nhân dân Nga tín nhiệm bầu lại làm Tổng thống Liên bang Nga nhiệm kỳ 2024-2030 với số phiếu cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại của Liên bang Nga, thể hiện niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân Nga đối với Tổng thống Putin trong việc lãnh đạo nước Nga phát triển trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gửi lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc đến Tổng thống Putin, nhân dân Nga và thân nhân những người bị nạn trong vụ việc xảy ra tại nhà hát ở Moscow. Vào chiều tối ngày 22 tháng 3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam trân trọng sự giúp đỡ to lớn của Liên bang Nga trong Liên Xô trước đây cũng như ngày nay đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam xác định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Tổng thống Putin trân trọng cảm ơn lời chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự thăm hỏi, chia sẻ kịp thời của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam trước những mất mát của nhân dân Nga. Trong vụ việc xảy ra tại nhà hát ở Moscow vào chiều tối ngày 22 tháng 3, khẳng định Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy của Liên bang Nga, Tổng thống Putin bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí về một số định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới trên các lĩnh vực như an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại, văn hóa du lịch, vân vân nhân dịp này tổng bí thư nguyễn phú trọng trân trọng mời tổng thống putin sớm thăm chính thức việt nam tổng thống putin đã vui vẻ nhận lời và thống nhất hai bên sẽ phối hợp thu xếp thời điểm phù hợp